Theo đánh giá của ban tổ chức, chất lượng chuyên môn hai trong ba giải đấu nhận được sự quan tâm nhiều nhất của dư luận là V-League và Cúp Quốc gia bước đầu đã có sự cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, tồn tại lớn nhất vẫn chưa thể giải quyết triệt để là công tác trọng tài. Hơn 10 sự cố liên quan đến trọng tài đã xảy ra ở nửa đầu mùa giải, trong đó có hai sự sai sót nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới kết quả trận đấu và gây bức xúc trong dư luận. Công tác phân công trọng tài điều hành các trận đấu của ban trọng tài còn nhiều bất cập. Dù mà công việc này thuộc về Liên đoàn bóng đá Việt Nam, hội đồng quản trị VPF vẫn nhìn nhận như khuyết điểm của mình bởi VPF chưa có tác động hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác trọng tài. Hội đồng quản trị và các chủ tịch các câu lạc bộ chưa hài lòng và không hài lòng với công tác phân công trọng tài và chất lượng trọng tài trong các vòng đấu vừa qua. Chúng tôi không coi trọng cái việc trọng tài vùng miền mà cần coi trọng là trọng tài đó có trình độ hay không có trình độ. Thay mặt ban trọng tài, chúng tôi cũng thứ nhất là cũng gửi lời xin lỗi đến hai cái tình huống. Tình huống thứ nhất là tại Đà Nẵng, là tình huống là Kiên Giang Nữ Hoàng, và tình huống thứ hai là trọng tài viên xử lý không tốt cái banh mà ở sông Lam Nghệ An đá với sai Hải Phòng. Và đến giờ này chúng tôi cũng xử lý những trọng tài có những cái sai sót là có mức độ rất là nặng. Bên cạnh hạn chế của công tác trọng tài, hiện tượng bạo lực với các hành vi phi thể thao, thiếu fair play do ý thức cầu thủ kém liên tiếp xuất hiện với mật độ lớn cũng được coi như tồn tại đáng lo ngại. Tình trạng bóng đá bạo lực, nhiều pha vào bóng ác ý thô bạo, phản ứng thiếu văn hóa với trọng tài, với cầu thủ đội bạn xảy ra khá nhiều ở nửa mùa giải đầu tiên, khiến người xem bức xúc, cũng có phần lỗi không nhỏ tới những người làm công tác tổ chức. Việc phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các ban tổ chức sân, các câu lạc bộ trong giai đoạn đầu là còn có những cái khiếm khuyết, thiếu sự hợp tác chặt chẽ để xảy ra có những cái vấn đề không cần thiết, là cái bạo lực hay là hành vi thô bạo trên sân cỏ vẫn còn, và điều này là điều mà công ty VPF mong muốn là sớm khắc phục để làm sao bóng đá ngày một tốt hơn. Trong khi nhiều tồn tại của bóng đá Việt Nam chưa được khắc phục đáng kể, điểm sáng đáng chú ý nhất mà VPF tạo nên ở nửa đầu mùa giải năm nay là hiện tượng tiêu cực trên sân cỏ ngày càng giảm dần. VPF đang tỏ ra hết sức mạnh tay để ngăn chặn và phòng ngừa tối đa hiện tượng tiêu cực ở lượt về bằng sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an. Với sự hỗ trợ của cơ quan công an, tình trạng tiêu cực của bóng đá sẽ giảm dần. Nhưng mà điểm thứ hai trong luận chống tiêu cực, chúng tôi đề nghị là chính các chủ tịch các câu lạc bộ là người có trách nhiệm cao nhất trong việc chống tiêu cực tại đơn vị mình. Vì nếu như không ông chủ tịch cũng không chi tiền, thì khả năng cho tiền trọng tài hay là cho tiền các cầu thủ đội bạn là rất khó xảy ra. Riêng vấn đề bản quyền truyền hình, có thể nói cuộc chiến giữa VPF và AVG đã khép lại khi hai bên tìm được tiếng nói chung để cùng phối hợp khai thác. AVG sẽ chủ động bàn giao thương quyền các giải đấu chuyên nghiệp cho VPF kể từ thời gian tới, và từ cái bắt tay này, bóng đá Việt Nam hứa hẹn sẽ có thêm nguồn thu đáng kể. Chúng tôi đã thống nhất được rằng là kể từ vòng tới thì công ty AVG đồng ý chuyển giao quyền khai thác bản quyền truyền hình cho công ty VPF. Như vậy, vấn đề bản quyền truyền hình đã được giải quyết triệt để. Ở đây không còn nói đến thời hạn là bao nhiêu năm, không nói đến giá trị hợp đồng là bao nhiêu tiền và ai thắng ai thua. Nhưng mục tiêu của chúng tôi khi đặt ra vấn đề bản quyền truyền hình là làm thế nào để có thể tốt nhất cho bóng đá Việt Nam. Nửa mùa giải đầu tiên đã khép lại trong sự vui buồn xen lẫn của khán giả. VPF ra đời với những kỳ vọng rất lớn trước nhiệm vụ giúp sân cỏ nội ngày càng hấp dẫn hơn, nhưng trên thực tế, thành công đạt được vẫn còn rất hạn chế. Dẫu vậy, với cách nhìn thẳng vào sự thật và không né tránh như của VPF, người hâm mộ vẫn còn có cái để hy vọng mùa giải 2012 sẽ có sự khác biệt so với các mùa giải trước đây.